con trai lớn của bà. Dạ dạ. Sầu riêng, trái sầu riêng này chất lượng không? Được, ngon ạ. Cái đó kêu bằng chuồng bò. Chuồng bò, vâng. Chuồng bò. Đấy. Chuồng heo mà không có chuồng chó. Dạ dạ dạ. Không có chuồng trâu nữa. Vâng. Chuồng bò nó ngon. Dạ dạ. Nhậu với thơm à? À. Ô cái này sao không cần phải gọt vỏ? Em ăn ở trong miền Nam người ta ăn cái quả dứa không cần là gọt vỏ. Ăn dạ. Còn nếu mà này dạ không ạ. Để em muốn ăn ba lúa nha. Cái này ông bảy con kêu bằng khóm không? Khóm mà dứa. Dứa. Ông ngoài trong này gọt ba dao. À. Chặt lấy cái dao chặt ba dao là ăn tâm giác. Còn nhiêu dục. À. Cái vỏ dục. Không nghe. Vâng. Con nói cái vâng. À sợ. Cái xoài. Chế về tài sản ba là cháu nữa. Dạ ngon ạ. Mấy đó không cần thiết. Mua nó một xe làm sao ăn hết ạ? 5 năm thêm mà có thể nghĩ cho nói là. Đó dọn dọn. Em nói anh đó. Xây dựng 100 năm mà trong vòng mất trong vòng 4 đây nhà nhậu rượu này không á, đây toàn nhậu rượu xịn không á. Đây là Ryan 21 năm tuổi à. Chivas 21 18 15 18 có 15 nữa kìa. Đây sầu riêng á cả nhà. 15 à, chào ghi của Hai Sơn nha. Bây giờ chụp hình đây cái này. Dạ. Còn ai nói Trọng Nguyên Hai Sơn nói trọng sống. Dạ. Còn ai cộng khóm của Dượng Bà. Mày uống một ly đi. Tại xe. Bây giờ thằng cầm khóm Tân Phước uống Tân Phước. Vô. Dạ. Anh uống nè. Vô nè. Thương hiệu ông rồi giới thiệu luôn. Dạ ông sinh con mà ông biết mà ông đặt tên gì mà. Rẻ chỗ. Đúng rồi. Thì đó. Mà cho con biết luôn. Đây là đám giỗ miền Tây á, sau khi mà ăn cơm xong bây giờ lấy trái cây ra xong rồi uống rượu. Bốn thằng chạy giữa. Đó còn lực lượng. Tắm đôi uống với mình cái nha. Dạ. Uống Tân Dương. Dạ. Không nấu đâu, nước khoát là phải là mà ăn mới khó mà. Đây là bia. Tưởng trà đá mà bia. Đây chúng ta lọc như này xong rồi dục ra. Tại vì bây giờ ở đây thơm nhiều không? Khóm nhiều. Bà sẽ ăn thử sầu riêng. Ô cái này nó chưa chín phải không Dũng? Sầu riêng này chưa chín à? Cái này chúng ta có thể là chiên lên ăn ngon hơn. Đó. Cái này nó hơi bị sượm. Đây là cái hàng cau á. Ở đây là dừa. Nhìn rất là mát à. Đó mọi người ngồi uống nước nói chuyện. Dạ dạ. Vâng. Chú biết rồi mà. Đây sau khi mà nhậu xong rồi ngủ mệt á. Trái cây rồi cả nhà. Đây trái mận.
Chụp mấy cái trái mận. Dạ, đúng ngay trước nhà chị, con... chị lẹ đúng không? Xích qua. Dừng, chuyện con nói chuyện lại á. Cá sẽ ăn mạnh ạ. Đây mồi câu là các cái con dế này á. Dế này, dế để trong thùng này để đi câu đó. Đây cả nhà nhìn dế này. Dế mèn. Giỡn. Đâu? Vâng đâu rồi. Rồi bỏ xuống mày. Kéo cào xin lời mày. Cho chìm phao xuống. Giỡn, mạnh lên. Chậm thôi, từ thôi. Cái xuống dưới bắt nó luôn. Đây, đã giật được con cá rồi cả nhà. Hại quá. Má té luôn. Má nó bự dữ vậy trời. Cẩn thận, để xuống một lấy dép đạp vào nó, không nó dậy. Rồi, xong mới móc cái lưỡi câu ra. Đạp mạnh lên vậy. Cẩn thận. Không, em mà lưỡi chùm là em ấy tay rồi đó. Nuốt lưỡi luôn. Rồi mình đem vô đây rồi. Xuống là được á. Đây anh mới gãi cho. Giờ cái đó là bạn không biết giảo không? Không biết giảo. Là con cá khi trường phẩm ăn vậy mày không biết giảo chỉ phải giảo nè. Giật cái họng ra. Đầy lưỡi vô không? Nào cái này đâu phải cá rô phi chứ, cái này cái gì, cá tai tượng chứ không phải cá rô phi. Có tai tượng á? Tai tượng chiên xù ăn ngon đấy. Nãy giờ chờ nó mấy con dế rồi đó. Chờ gần 5 con dế rồi đó. Đó. Bỏ vô. Thả nó xuống cái gì nhờ cho nó sống. Đây, để ở trong này rồi cả nhà. Trời.
Giờ vẫn đang đợi để câu cá cả nhà. Oh.